3, 2, 1, bắt đầu. Đây là năm đầu tiên Apple đặt ra một cái tên hoàn toàn mới cho iPhone của mình, đó là Pro. Và thưa các bạn, mọi người đã biết là cái hồi mà ra sản phẩm Plus thì là tính nghĩa là màn hình to hơn và một phiên bản khác. Cho ta ra dòng là Max cũng chính là những dòng sản phẩm thiết bị to. Thế nhưng mà dòng Pro, vâng thưa các bạn, Pro đã được dùng trên những chiếc iPad, trên những chiếc MacBook. Nhưng đây là lần đầu tiên điện thoại có chữ Pro. Nhưng thực sự sau một thời gian sử dụng, mình nghĩ rằng nó không pro những gì mình nghĩ, và hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết về iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Đầu tiên về giá bán thì nó vẫn Pro như thường lệ và nó vẫn mắc. Cái chiếc iPhone này thì tại Việt Nam có thể lên những mức giá từ hơn 30 triệu đồng cho đến thậm chí là 40 triệu đồng tùy những phiên bản các bạn lựa chọn. Và thực sự là để xem mắc như thế nào, anh em hãy truy cập ngay vào link bên dưới để dịu viên. Tại vì các bạn nhìn đi, giá của nó có thể lên tới từ 30 triệu rồi 40 triệu đồng dành cho chiếc 11 Pro Max tùy phiên bản. Và tất nhiên mọi người sẽ tiết kiệm một chút chi phí khi có thể thu cũ đổi mới từ những chiếc iPhone mà mình không sử dụng nữa. Mình sẽ để link bên dưới cho mọi người tham khảo thêm nhá. Bỏ qua cái phần về giá bán đi, ta sẽ nói những cái gì mà có thể được xem và nâng cấp và kỳ vọng. Thứ nhất, nó có một màn hình tốt hơn một chút. Nó cái phần mặt lưng cũng đẹp và tốt hơn một chút. Có cho chúng ta được cụm camera tốt hơn rõ rệt. Nhưng dường như tất cả những thứ đó nó chưa phù hợp với cụm từ Pro. Mình sẽ đi phân tích kỹ hơn. Thiết kế iPhone 11 Pro hay Pro Max thì năm nay có lẽ ấn tượng nhất ở mặt lưng. Logo quả táo được đặt vào chính giữa thay vì là nhích ở bên trên để cho cân đối với cụm camera. Thế nhưng mà cái cách mà cái mặt lưng này được hoàn thiện rất là thích. Nó không phải là sản phẩm điện thoại đầu tiên làm điều này. Mỗi lần cầm một chiếc điện thoại này, mình lại cảm thấy thương Sony. Sony là nhà sản xuất đã tạo ra cái mặt lưng này trên Xperia Z5. Chẳng ai quan tâm. Đây là một mặt lưng tuyệt vời, cầm nắm tốt, nó vẫn bám mồ hôi dấu ngón tay nhưng có thể lau chùi một cách dễ dàng, không sợ bị quá trầy xước hay là những thứ khác. Trong đó cụm 3 camera này gây tranh cãi bởi vì người thì chê xấu, nhưng mà phần lớn thì bảo rằng khi cầm thực tế nó không quá xấu như tưởng tượng. Cá nhân mình thì không thấy nó đẹp. Cụm 3 camera này được lồi lên hai lần, một cái lớp kính ở bên dưới và một cái lớp của từng cái camera. Nên các bạn có thể đeo một chỗ ốp lưng để bảo vệ một cách tốt nhất. Đặt trên bàn thì nó vẫn bị bập bênh như thường lệ. Phần khung của nó thì vẫn làm từ thép không gỉ, chúng ta sẽ cần nói tới cái màn hình. Đây là màn hình Apple đã dùng rất nhiều cụm từ mỹ miều mà khi đọc ra thực sự là Việt Nam ta cũng chóng hết cả mặt. Nhưng nó vẫn là màn hình OLED. Có đẹp hơn iPhone XS Max hay không? Rất là khó. Các bạn đặt hai cái màn hình ở đây cùng xem video, cùng xem ảnh, không có sự khác biệt quá lớn. Và theo như chia sẻ của một số YouTuber nước ngoài thì do bên đấy có nhiều dịch vụ của các cái trải nghiệm vì 4K, HDR, HDR vân vân thì họ có cảm thấy khác một tẹo. Nói chung, nó không xứng đáng với cụm từ Pro ở đây để mô tả về màn hình. Vì iPhone vốn dĩ từ XS Max đã có màn hình rất là tuyệt vời với công nghệ OLED rồi, nên đây vẫn là màn hình đẹp nhưng chưa đạt đến đẳng cấp như chúng ta kỳ vọng. Công nghệ âm thanh loa của nó nghe hay, đã có hiệu ứng âm thanh vòm tốt hơn, nghe nhạc xem phim chơi game rất sướng. Hiệu năng Pro. Vâng, hiện tại thì có lẽ không nhiều chiếc điện thoại có thể dễ dàng đánh bại được cái sức mạnh của chip Apple A13, mà nói thẳng ra là cũng chưa có chiếc điện thoại nào. Apple A13 của nó cho phép tốc độ tải game, ứng dụng, load, render video, mọi thứ quá nhanh. Thực sự là ấn tượng với hiệu năng của chip này và nó xứng đáng với cụm từ Pro, dẫn đầu về thế giới di động. Thế nhưng mà 4GB RAM thì lại không Pro cho lắm. Rồi Apple hoàn toàn có thể nâng lên ít nhất là 6GB RAM. Không kỳ vọng là nó lên đến 10 hay 12GB RAM những chiếc điện thoại Android. Nhưng 6GB RAM là cũng được mà. Nhưng với 4GB này, người dùng iOS thì vẫn hài lòng với những gì chúng ta sử dụng. Nó không có quá bị chậm chạp, không sợ bị tràn RAM quá nhanh. Nhưng so với những người dùng Android khác, chúng ta đã cảm thấy nó chưa được Pro cho lắm. Phần mềm của iOS 13 cũng Pro bình thường. Đây là một chiếc điện thoại mà thực ra với iOS 13 các bạn đã nắm hết tất cả mọi thứ bởi vì được cập nhật trên những phiên bản beta chiếc máy khác mình đã dùng thử. Dark Mode khá là Pro bởi vì lúc này giúp cho những cái chiếc máy mà có màn hình OLED tiết kiệm pin, điện năng hơn, nhìn vào rất là ngầu. Những cái phần mềm iOS 13 cũng chủ yếu là cải thiện về những cái việc như kiểm soát cái chế độ các bạn sử dụng điện thoại như thế nào cho sức khỏe chúng ta tốt hơn. Chiếc điện thoại này được cải thiện thêm về Face ID, tốc độ mở nhanh hơn. Nhưng các bạn đặt cạnh hai máy với nhau thì thấy cái máy này nhanh hơn một chút, không quá nhiều nhưng mà đủ nhanh. Và Apple cũng không có trang bị cảm biến vân tay trong màn hình. Có vẻ như mọi thứ vẫn đang để dành cho 2020. Hãy nói đến cụm camera, xứng đáng với từ Pro hay không? Camera này thì cũng đã có những gì mà những chiếc smartphone khác có. Đó là camera ống kính siêu rộng, ống kính tele, camera thường. Và
Năm nay nói nhiều nhất là về chế độ chụp đêm, cái điều mà thiết bị Android đã có được khoảng 2-3 năm nay với những cái cuộc đua của Pixel, Samsung, Huawei. Và thực sự là những gì iPhone làm rất khác so với những thiết bị Android khác. Mình đã có những cái bài so sánh với cả Samsung, so sánh với lại cả Huawei. Và thực sự nếu mà nói về chế độ chụp ban đêm, những chiếc điện thoại Android luôn luôn thiên hướng đẩy cho nó sáng cái ảnh lên. iPhone thì không như vậy, nó luôn cố làm sao mà tăng được độ chi tiết, gọi là làm sao mà tái tạo lại khung cảnh nó chân thực một chút mặc dù có sáng hơn. Điều này thì mình phải khẳng định là phần mềm của nó có một số cái mà cũng hay nhưng mà cũng chưa hay. Chế độ này không thể tự động bật lên được. Vâng, khá là đáng tiếc. Nó chỉ có dựa vào AI phát hiện ra cảnh đang tối và hiện ra một cái công tắc. Các bạn điều chỉnh được thời gian sẽ phơi sáng trong bao nhiêu lâu hoặc có thể tắt nó đi. Chứ còn nhiều lúc mà hơi tối thôi, mình muốn cải thiện để tốt hơn nhưng nó cũng không cho bật. Rất là bực mình ở chỗ này, trong khi với Android các bạn hoàn toàn chủ động trong cái vấn đề đó. Cái thứ hai là cái cách preview của camera này rất là thú vị, tràn toàn bộ cái màn hình này. Thế nhưng các bạn nhìn đây, nó có một cái sự lag. Đây, ở màn hình này, mình đưa cái camera này, tự nhiên ngón tay của mình bị lag và nó không đồng đều. Đây chính là cái điểm khá là hài hước và nó khiến cho cái cụm camera được preview trước làm cho trông nó ngáo ngáo ấy. Về chất lượng hình ảnh thì khỏi phải bàn, iPhone thì vẫn là iPhone. Những hình ảnh của nó đem lại cho mình khá là tự tin khi chụp khi mà cái độ chi tiết của nó cao. Phải khẳng định một điểm, quay video hiện tại iPhone gần như vô đối, không có chiếc điện thoại nào có thể đọ được về khả năng quay video. Nhưng về camera thì nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất là trong một số tấm hình iPhone vẫn khá là bị ám vàng cái da của chúng ta, và các bạn nhận định được điều này trong những cái bài so sánh về ảnh của mình. Một cái nữa là iPhone khi mà chúng ta chụp thì giải nhạy sáng nó rất rộng, tuyệt vời. Cân bằng trắng của nó cũng tốt và nó chỉ gặp khó khăn khi bị những ánh đèn vàng tác động vào. Và camera của iPhone năm nay thì mình thấy không có đột phá quá nhiều sợi ghép mắt, và nó chỉ chủ yếu là bổ sung thêm cái camera góc rộng. Và tất nhiên camera góc rộng này cũng đừng chụp trong điều kiện chiếu sáng, vì nó không hỗ trợ cho việc chụp đêm trên camera góc rộng. Và đồng thời thì camera góc rộng khi chụp chiếu sáng thì nó vẫn tệ như mọi cái chiếc điện thoại khác. Quay sang về cuối cùng là pin. Năm nay Apple nói rằng họ chỉ nâng cấp nhẹ về pin. Thực ra cái việc mà nâng cấp pin của họ cũng phải hy sinh một số cái. Không còn 3D Touch ở trên iPhone, bởi vì họ sẽ loại bỏ đi những cái chi tiết đó. Thay vào đó là Haptic Touch, và lúc này thì mọi người vẫn có bấm giữ, có rung phản hồi, nhưng nó không được giống cảm giác như dùng ở trên cái chiếc iPhone 8 Plus mình đang sử dụng. Và để bù đắp cho điều đấy, iPhone đã có được dung lượng pin lớn hơn. Hiện tại thì trong một số bài test ở nước ngoài cho thấy nó có sở lượng pin là tốt nhất trong số flagship đang có đầu bảng ở trên toàn thế giới. Tất nhiên là sẽ tùy vào nhu cầu các bạn để cảm thấy pin nó như nào. Và nó có được tặng cục sạc nhanh 18W ở trong hộp luôn, thay vì là các bạn phải mua những năm trước vẫn keo kiệt là sao không cho cái tắc chuyển đổi từ Lightning ra 3.5 nữa, vẫn ăn tiền chúng ta bằng một cách nào đấy. Có thể nói rằng là với những gì mà các bạn kỳ vọng ở một chiếc iPhone mang cái tên Pro, giống như MacBook Pro hay iPad Pro, khác biệt so với phần còn lại, nhưng không, với iPhone Pro thì nó chỉ đơn giản là sự nâng cấp nhiều nhất đến từ cụm 3 camera. Còn lại những thứ khác thì nó đều là sở hữu giống những chiếc iPhone được có thị trường. Màn hình không nâng cấp quá nhiều, thiết kế thì vẫn vậy, vẫn cụm tai thỏ này, mặt lưng của nó thì trở nên độc đáo hơn. Thế nên mình nghĩ là cái cụm từ Pro này thì chưa như những gì mà mình kỳ vọng, và mình tin nhiều người cũng nghĩ như vậy. Và chẳng qua thì nó vẫn là iPhone và chúng ta sẽ không có sự lựa chọn khác nếu mà các bạn đã gắn liền với iOS. Cá nhân mình thì sẽ suy nghĩ về việc mua chiếc iPhone trong 2020. Nếu lúc đó có thể chúng ta sẽ có một chiếc Pro thực thụ, bây giờ chỉ là một bản nâng cấp nhẹ về camera là đáng mua nhất. Nếu bạn một lần người làm vlog và quay video nhiều như mình, hãy mua chiếc iPhone này, bởi vì camera quay video nó quá bá đạo. Và anh em đừng quên truy cập vào link mô tả bên dưới tham khảo giá bán của chiếc iPhone 11 thế hệ mới nhất hàng chính hãng về đến Việt Nam. Chúng ta sẽ có các chương trình khuyến mại cũng như thu cũ đổi mới tại Di Động Việt. Hẹn anh em ở các video sau.